từ màn chào hỏi đến hai dòng thi đầu của thách thức danh hài, Hoàng Long chỉ. Chàng trai 20 tuổi được nhận xét là thí sinh, thi lộn chương trình. Thế nhưng cả hai danh hài đều tỏ ra thích thú gì cho rằng anh chàng rất có tài năng. Hoàng Long vừa có khả năng hát bolero, ca giọng cổ vừa có thể tự sáng tác nhạc và chơi guitar. Bao nhiêu năm qua sống ở đâu mà giờ mới xuất hiện. Danh hài Trấn Thành tỏ ra thích thú. Anh liên tục khen chàng trai trẻ có duyên. Riêng giám khảo Trường Giang cho rằng cậu thanh niên có xuất phát điểm tài năng giống ca sĩ Hoài Lâm. Cả hai nghệ sĩ đều đảm bảo với vốn sẵn có và sự nghiêm túc rèn luyện, Hoàng Long sẽ sớm nổi tiếng. Chàng trai mất bố từ sớm, bỏ học đại học vì thương mẹ nhiều bệnh. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song anh chàng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, vô vẻ. Câu chuyện về Long khiến khán giả trường quay xúc động. Dù dừng chân sau vòng thi thứ hai và không đủ điều kiện nhưng Hoàng Long vẫn được đặt cách bước vào vòng gala của thách thức danh hài. Cả và hai giám khảo đều kỳ vọng chàng trai có thể sáng tác một bài hát khùng điên trong đêm thi cuối cùng. Chàng trai thi nhầm thách thức danh hài nhưng hai danh hài vẫn quả quyết sẽ nổi tiếng.